Xin chào các em, cô tên là Phạm Minh Trang, là giảng viên của khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô đã hoàn thành chương trình quản trị du lịch với học bổng chính phủ Áo tại thành phố Salzburg, quê hương của Mozart. Và sau đó thì cô cũng được học bổng chính phủ Đức để du học thạc sĩ du lịch tại Bremen, Cộng hòa Liên bang Đức. Với kinh nghiệm du học cũng như làm việc trong môi trường trong nước và quốc tế của mình, hôm nay cô rất vui được chia sẻ đôi điều với các bạn về ngành du lịch cũng như quản trị khách sạn. Học du lịch là một ngành rất đặc biệt và đem đến cho mình rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời. Thứ nhất là nhờ học ngành du lịch mà mình đã được đi đến nhiều nơi, được khám phá nhiều cái địa danh nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ là nhờ học du lịch là mình đã được sống trong những lâu đài nhỏ này, được tham quan những danh lam thắng cảnh, những điểm đến tuyệt vời ở trên thế giới. Điều đặc biệt đối với những người học du lịch, các bạn có biết không? Đó là các bạn không chỉ trải nghiệm khám phá một điểm mới qua cái góc nhìn của du khách, mà các bạn còn có những trải nghiệm góc nhìn của những nhà chuyên môn, những người làm nghề du lịch và những người cung cấp dịch vụ du lịch. Đây là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Điều thứ hai mà cô thích của ngành du lịch đó là có cái cơ hội được làm quen và kết nối với rất nhiều bạn bè trên thế giới. Ví dụ nhờ ngành du lịch mà hiện nay cô có rất nhiều các bạn bè đến từ những nền văn hóa khác nhau ở trên thế giới. Điều thứ ba mà cô rất ấn tượng đối với cái ngành du lịch bởi vì là nhờ ngành này mà chúng ta có cơ hội để phát triển bản thân toàn diện và đây cũng là nghề nghiệp mà có được cái cơ hội công việc làm việc rất cao. Du lịch là ngành dịch vụ, thế nên thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý là phải đảm bảo được chất lượng dịch vụ đối với du khách thông qua được việc xây dựng các đội ngũ nhân lực có tính chuyên nghiệp và có cái chất lượng cao. Còn đối với những người làm nghề du lịch thì đó là duy trì cái đam mê của mình, cái sự tận tâm đối với khách hàng bởi vì cái sự phục vụ của mình sẽ được khách hàng là người đánh giá cao nhất. Như các bạn đã biết thì lĩnh vực du lịch và khách sạn đang phải chịu những ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch Covid trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia trong thời gian tới, thì tiềm năng phát triển của ngành này còn là rất lớn. Đặc biệt nếu các bạn để ý là nhu cầu nhân lực của ngành luôn luôn cao và không chỉ bó hẹp ở thị trường nội địa trong nước, mà các bạn còn có cơ hội để giao lưu và làm việc ở những thị trường trong khối ASEAN khi mà thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau MAA về du lịch đã được ký kết giữa các quốc gia. Bên cạnh đó thì Việt Nam cũng xúc tiến thương mại và có trao đổi hợp tác về du lịch với rất nhiều các thị trường tiềm năng như là Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và đây sẽ là cơ hội để các bạn giao lưu và tìm kiếm công việc ở những cái thị trường đó. Nếu mà em sở hữu một ngoại hình tốt thì đấy là lợi thế của em. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng dựa vào nhiều những tiêu chí. Đầu tiên đó là cái đam mê và sự tận tâm đối với công việc của bạn, thái độ làm việc tích cực, chuyên môn vững vàng và quan trọng nữa đó là bạn có thể nói được tiếng Anh thành thạo. Với khung chương trình đào tạo được cộng tác và phát triển với trường đại học Troy, Hoa Kỳ thì những sinh viên tham gia học chương trình này tại khoa quốc tế không chỉ có những nền kiến thức cơ bản về du lịch, ví dụ như là các bạn sẽ được học những môn về địa lý du lịch, văn hóa du lịch, xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch, tổ chức tour, quản lý khách sạn, nhà hàng. Trọng tâm của chương trình đào tạo tại khoa quốc tế là tập trung vào các kỹ năng về quản trị du lịch, quản trị khách sạn, đưa ra các chiến lược về xúc tiến du lịch, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp 4.0. Một điểm đặc biệt nữa trong chương trình đào tạo của khoa quốc tế đó là các bạn sẽ được học tập bằng tiếng Anh, các bạn sẽ có những kỳ thực tập, có những môn học trải nghiệm để giúp các bạn trau dồi những kiến thức, những kỹ năng và những kinh nghiệm cần thiết cho công việc sau này. Ngành quản trị du lịch khách sạn sẽ phù hợp với những người năng động, thích xây dựng, thích khám phá, thích tìm hiểu và đặc biệt là có khả năng điều hành và tổ chức quản lý công việc. Tuy nhiên, bởi vì đây là ngành dịch vụ hướng tới chất lượng phục vụ khách hàng và thành công của ngành được đánh giá bằng sự hài lòng của khách hàng. Vì vậy, ngành này đòi hỏi những bạn có sự đam mê và sự tận tâm đối với ngành. Ngành quản trị khách sạn thì chúng ta có thể hiểu là quản lý và tổ chức tất cả các hoạt động trong một khách sạn. Ví dụ việc lập kế hoạch cho khách sạn, lập kế hoạch về nhân sự, quản lý buồng, bar và các phòng. Đối với du lịch thì quản lý du lịch có thể hiểu đây là tất cả các hoạt động như tổ chức tour, quản lý các công ty cung cấp cung ứng du lịch. Hai ngành này thực sự có sự tương đồng và gắn kết với nhau. Ví dụ, ngành du lịch là ngành đưa khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm ở một địa điểm mới, thì ngành khách sạn sẽ là ngành cung ứng tất cả các hoạt động mà khách du lịch có thể sử dụng ở địa điểm đến đó. Trên đây là một bài chia sẻ của cô về ngành quản trị du lịch và khách sạn.
Nếu các bạn còn bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment ở dưới. Cô rất vui lòng để trả lời các câu hỏi của các bạn. Chúc các bạn thi tốt.